Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh quyết liệt, đất nước đã sản sinh ra không biết bao nhiêu người con anh hùng bất khuất và kiên trung, hy sinh vì nước nhà. Để rồi đến bây giờ, không chỉ những trang sử sách còn lưu danh, tượng đài Tổ quốc ghi ơn, mà các bậc anh hùng ấy còn đi vào lòng người qua những lời thơ, câu chuyện không thể nào quên. Một trong những nữ anh hùng nổi tiếng của Việt Nam phải kể đến chính là chị Võ Thị Sáu, một người thanh niên trẻ tuổi nhưng vô cùng dũng cảm. Là một tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ noi theo về tình yêu quê hương đất nước. Tác giả Lê Quang Vịnh, người viết nên cuốn sách Chị Sáu ở Côn Đảo, ca ngợi vẻ đẹp của người con gái ấy, mỏng manh bên ngoài, mạnh mẽ bên trong, cùng với tấm lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, sự hy sinh anh dũng của chị. Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho em, khơi dậy trong em lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng sống cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước. Sách do nhà xuất bản Kim Đồng in và xuất bản năm 2006 với cách minh họa tài tình hình ảnh chị Sáu trên trang bìa mà hôm nay chúng ta không khỏi vinh dự tự hào về truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam. Lật từng trang sách, chúng ta sẽ được hiểu hơn về người con gái ấy, tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình ý chí nghị lực phi thường, ý chí anh bộ đội Cụ Hồ đã được thể hiện. Khi chị bị bắt ở Vũng Tàu và đưa về Sài Gòn, Bót Katina là nơi khai thác và tra tấn chị. Suốt 3 tháng ròng rã chịu nhục, hết sức dã man, chị Sáu vẫn không khai điều gì có hại cho đồng chí, đồng bào. Mở đầu cuốn sách là bức thư của tác giả, viết về nguồn gốc của cuốn sách, về tác giả và về chị Võ Thị Sáu. Tác giả dẫn dắt bạn đọc về cuốn sách cùng những tình cảm sâu sắc qua bức thư. Cuốn sách đã tái hiện lại khoảng thời gian từ khi chị bị bắt ra Côn Đảo đến khi đôi mắt chị trừng trừng nhìn họng súng chĩa vào mình. Tuổi 17 đôi mươi là tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Là đang tuổi ăn, tuổi học thì với chị Sáu đã là một chiến sĩ cách mạng thông minh, lanh lợi, góp ích cho nước nhà trong quá trình đấu tranh giành lại độc lập. Chị Sáu vẫn tươi, chị vừa từ tuổi 16 bước sang tuổi 17. Trông chị không có vẻ mệt mỏi, mặc dù cái còng số 8 nặng nề đang siết chặt đôi tay nhỏ bé và bộ quần áo xanh bạc màu đã nhào nát và lấm lem. Chị nhẹ nhàng hái một đóa hoa, cài lên tóc trước sự ngơ ngác của bọn lính với súng gươm đằng đằng sát khí áp tải chị. Trái tim giàu tình cảm và vô cùng sắt đá trước kẻ thù, dù bị tra tấn vô cùng dã man, nhưng chị vẫn kiên quyết không hé lộ nửa lời có hại cho cách mạng, cho đồng chí, đồng bào, cho đất nước. Dù bị tù đày, tra tấn dã man, dù đang đối diện với cái chết, chị vẫn cất tiếng hát, giữ vững niềm tin cách mạng, niềm tin chiến thắng. Khi nhận án tử hình, chị Sáu không hề run sợ. Ngay cả khi ra pháp trường, người con gái ấy không hề lo sợ. Chị hô to, đả đảo thực dân Pháp, kháng chiến nhất định thắng lợi. Hình ảnh chị Sáu trong cuốn sách Chị Sáu ở Côn Đảo đẹp mãi trong lòng mỗi chúng ta, sống mãi với thời gian và tổ quốc. Ở chị là cả một lòng nhiệt huyết, đức hy sinh, kiên cường, bất khuất cho sự nghiệp cách mạng. Cái chết của chị như hồi chuông cảnh tình thế hệ bấy giờ hãy đứng lên đi ghét giặc đòi lại độc lập tự do cho đất nước. Chị đã ra đi mãi mãi, nhưng những gì chị cống hiến cho cách mạng, cho đất nước, cho cuộc đời vẫn sẽ còn lưu lại trong sử sách và trong trái tim hàng triệu con người Việt Nam. Chiến tranh đã đi xa, chị là tấm gương sáng về lòng yêu nước và sự dũng cảm mà lớp lớp thế hệ sau này, đặc biệt là các bạn trẻ cần noi theo. Là sinh viên sư phạm, hình ảnh chị Võ Thị Sáu đã thôi thúc em khao khát được sống có trách nhiệm, muốn được cống hiến cho đất nước, làm những điều nhỏ bé nhưng có ý nghĩa. Em cần trau dồi học hỏi những kiến thức chuyên ngành, yêu nghề, có trách nhiệm với ngành mầm non mình đã chọn, kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhiệt huyết với sự nghiệp mầm non. Có như vậy, em mới hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để trở thành một phiên bản tốt nhất.
gìn dắt, chăm sóc các bạn nhỏ trong sự nghiệp chồng người, lực lượng phát triển, tương lai đất nước, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hơn. Để góp phần làm phát triển văn hóa đọc của bản thân cũng như của cộng đồng, sau đây em xin trình bày biện pháp phát triển văn hóa đọc trong tập thể lớp giáo dục mầm non 2B khoa giáo dục mầm non. Mục tiêu mà em hướng tới là thông qua các biện pháp phát triển văn hóa đọc tại tập thể lớp, các bạn sinh viên trong lớp sẽ nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đọc. Từ nhận thức đó, các bạn sẽ có cái nhìn, quan điểm về việc đọc sách, cầm sách lên và cảm nhận. Đó chính là mục đích cuối cùng mà em muốn hướng tới. Để giáo dục lòng yêu sách của các bạn sinh viên lớp giáo dục mầm non 2B, em xin được đưa ra một số biện pháp như sau. Tổ chức tuyên truyền văn hóa đọc trong lớp học nhằm giúp các bạn sinh viên có nhận thức đúng đắn về việc đọc sách, về lợi ích mà sách mang lại cho bản thân. Việc tuyên truyền này có thể được thực hiện thông qua các cuộc thi, thông qua giáo dục của các giảng viên trong khoa, trong trường. Thứ hai là thành lập các câu lạc bộ đọc sách để cùng nhau chia sẻ, lan tỏa những cuốn sách hay. Các câu lạc bộ được thành lập trong từng tổ. Thứ ba là tổ chức các góc đọc sách theo nhóm, theo lĩnh vực để các bạn có thể chia sẻ, lan tỏa những cuốn sách hay. Thứ tư là mở các cuộc hội bán sách giá rẻ, trao đổi sách với nhau để phù hợp với các túi tiền của các bạn học sinh, sinh viên. Thứ năm là tổ chức thi đấu giữa các câu lạc bộ trong tổ, trong lớp và những tiết sinh hoạt lớp. Khi tổ chức thi đấu, chúng ta sẽ chọn được các tác phẩm hay, giọng đọc đẹp để trao thưởng. Phần thưởng không nhất thiết phải là vật thưởng về vật chất, giá trị cao, mà đơn giản là những lời khen ngợi hay những cuốn sách để đời. Trên đây là một số biện pháp của tập thể lớp giáo dục mầm non 2B. Có thể giải pháp đưa ra chưa triệt để, xin được sự đóng góp của ban giám khảo, quý thầy cô. Em xin trân trọng cảm ơn.